À, anh hai, em có cái chị bạn kia hả, mặc bikini đẹp lắm. Anh hai muốn gặp không? Cái xong hai em nói à cũng vui vui á, thì em con trai mà cũng tò mò mà, thì muốn gặp. Với lại chồng em bảo là em được thưởng thức là cái tốt nhất của ảnh. Còn cái đó ngàn giọng rồi. Em làm vậy nhưng mà đều phải có cảm xúc nó mới. Xong lúc đó được. Thì em sẽ ôi thương thương vợ thương. Chung mà chung mà. Đúng chung rồi. Mà thương xong đó. Rồi con thấy là em lại đưa tay qua em ôm. Ôm xong rồi dựa. Đúng, đúng không? Ôm vô cà cà vô là vui à. À cà cà vô mới vui. Là cái thế là thế trong em. Hèn gì nó cứ nhõng nhẽo hoài. Bởi vì thế trong em kỳ lắm. Thật ra là. Ôi. Chào anh chị. Xin mời hai bạn giới thiệu về mình. Em tên là Thanh Trung và em 29 tuổi. Hiện tại em đang giám đốc bộ phận thanh toán phái sinh ở Sở Giao dịch Tài chính Singapore. Mời em. Em tên Hoài Hương và em 35 tuổi. Hiện tại thì em làm thiết kế tự do. 35, 29. Bà xã Hương ông xã là 6 tuổi. Dạ, dạ. Hai đứa tụi em ở Singapore. Dạ đúng dạ. Rồi. Ủa rồi tụi em xem chương trình này sao? Bữa thì tình cờ coi trên YouTube thấy, em thấy dễ thương quá. Cái em kêu chồng coi chương trình này thấy hay lắm. Thế là chồng coi xong kêu anh đăng ký nha, là đăng ký ngay trong cái đêm đó luôn. Ồ vậy hả? Nhưng mà tụi em về đây được mấy bữa rồi? Lần trước em về một lần để gặp ban biên tập là nói chuyện, xong rồi công lần này về cũng một hai ngày. Em về ngày hôm qua, chủ nhật này em bay qua lại thứ hai phải đi làm rồi. Ồ trời, thiệt là xúc động quá đi. Bây giờ anh muốn hỏi là ngày đầu tiên hai bạn gặp nhau là như thế nào? Vợ em á là bạn của em gái em. Phải không? Bữa kia em gái em mới nói với em là anh hai, em có cái chị bạn kia hả, mặc bikini đẹp lắm. Anh hai muốn gặp không? Cái xong hai em nói cũng vui vui á, thì em con trai mà cũng tò mò mà, thì muốn gặp. Cái rồi cái xong thế là em gái em sắp xếp cho hai đứa gặp nhau thôi. Em nó hỏi có được không, có không em cũng chứ cũng được, nhưng mà thiệt ra cũng chưa chú ý lắm, để gặp lại lần nữa. Xí chị hỏi nè, cái hôm đó là em đã biết tuổi của vợ em chưa? Giờ biết chứ. Biết luôn. Dạ đúng rồi. Và đã có quyết định luôn trong đầu là lấy máy bay luôn chưa? Em cũng có xu hướng thích con gái lớn tuổi hơn em chút xíu. Tại sao? Quan điểm em thấy là con gái mình lớn tuổi hơn thì từng trải và có cái sự thông cảm. Với lại em nghĩ là tình yêu là không nên phân biệt tuổi tác. Đúng rồi. Đó. Chính xác. Tức là cần một bờ vai để cho em nhõng nhẽo đúng không? Dạ đúng rồi. Thực ra em không nói tuổi thì em trẻ hơn chồng của em. Đúng rồi. Cái đó là chính xác luôn á. Và phải nói là thực sự mà nói là chồng em là một người có nhan sắc đó nha. Nói chung là nhìn là ấn tượng đấy nha. Vậy thì gặp chồng em lần đầu tiên có ấn tượng không? Với lại lúc đó em nghĩ là cũng không có được đẹp. Vậy em đang được tốt thôi rồi. Với lại chồng em bảo là em được thưởng thức là cái tốt nhất của ảnh. Cũng là em hưởng cái tốt nhất luôn á. Dạ. Nhưng mà cái hôm mà gặp nhau là em có biết là chồng em nhỏ tuổi hơn không? Trước giờ là em vẫn biết rồi, thì hẹn gặp ra nói chuyện cũng hợp. Vậy lúc đó xưng hô sao? Chị em. Chị em hả? Rồi. Ở khi về nhà thì em có nghĩ rằng là em với ảnh là sẽ hẹn hò và đi xa với chút nữa không? Dạ không, em cũng bình thường, tại vì em nghĩ cũng nhỏ quá. Mình thì cũng hơi lớn tuổi nên mình nghĩ chắc là cũng không vô gu. Nhưng mà rồi em có nghĩ không? Thiệt ra là em cũng không nghĩ, tại vì em gái em bảo là nói chuyện vui thì tới gặp thôi. Cộng thêm cái lúc đó em vẫn còn có bạn gái mà. Giai đoạn sau có em chia tay bạn gái của em. Rồi có em cũng thấy thích em cũng định cua. Nhưng mà có điều là em lại nghĩ là mới chia tay nhiều khi lại mình sốc nổi. Có em lại ngồi em lại chay tịnh một thời gian nữa. Cái xong sau đó 3-4 tháng có em mới thấy là cũng thấy thích. Cuối tuần đó em rảnh có em mới nhắn tin em hỏi là ủa cuối tuần này chị có hẹn hò với anh nào chưa? Chưa hẹn thì hai chị cho em cái hẹn nha, em đã nói bay về có em hẹn chị đi chơi. Trời ơi. Trời ơi. Rồi sao nữa? Bây giờ em đồng ý. Ok rồi đi chơi, đi ăn uống rồi có ông em chở về nhà. Lát hồi em mới nói là ôi trời, em thấy em thích chị á hay là mình hả quen nhau đi. Rồi có ông thấy là quen thôi. Rồi nhưng mà bao lâu thì tụi em lấy nhau? 6 tháng là chồng em cầu hôn em. Nhưng mà lúc gia đình em biết là chồng em nhỏ tuổi hơn có ngăn cản gì không? Dạ, nói ra cái này thì nó cũng hơi buồn cười một tí, vì thực ra đó giờ nhà em là hả nữ luôn luôn là lấy chồng nhỏ tuổi hơn mà rất là nhiều. Với em là thuộc dạng nhà thấy bình thường lắm luôn á. 6 tuổi là nhỏ nhất, cái khoảng cách nhỏ nhất trong nhà em á. Ví dụ nữ nào? Đầu tiên là cô của em lấy chồng nhỏ hơn 13 tuổi. Rồi thêm chị họ lấy chồng cũng nhỏ hơn 6 tuổi. Nhưng mà rồi anh của em á là
anh em bình thường, lấy vợ. Dạ lấy vợ. Nhỏ hơn. Dạ mình hơn. Dạ nhỏ hơn. Chứ không có lấy máy bay đúng không? Dạ không. À rồi quay lại. Dạ em chỉ tuyển máy bay thôi chứ không có. Sau khi mà lấy cô ấy rồi á thì em có dựa vô bờ vai của cô ấy để nhõng nhẽo không? Trời ơi dựa hoài chị ơi. Em ở nhà nhõng nhẽo lắm, tại vì trong công ty á là mình làm quản lý thì mình phải thể hiện là mình nghiêm túc. Đó. Mấy chương trình này tiếng Việt thì ra nhân viên trong công ty không có biết thì cứ nói thoải mái. Thì về nhà cái xong hả, có vấn đề gì thì cũng chia sẻ với vợ, thì vợ lại thông cảm và hiểu chuyện, thì vợ lắng nghe, thì cái đó là em nghĩ là cái đó quan trọng nhất, tất cả các ông chồng mà đều muốn. Chị chưa hình dung là em nhõng nhẽo như thế nào luôn á. Ví dụ coi, làm ví dụ cái. Em nhõng nhẽo đi gần. Còn cái đó ngàn giọng rồi. Em làm dễ nhưng mà điều phải có cảm xúc nó mới. Xong lúc đó rồi. Thì em sẽ ôi thương vợ thương. Chung mà chung mà đúng rồi. Xong rồi không thấy là em lại đưa tay qua em ôm. Ôm xong rồi dựa đúng không? Ôm vô cà vô là vui à? À cà vô mới vui. Là cái thế là thế trong em. Hèn gì cứ nhõng nhẽo hoài. Bởi vậy thế trong em kỳ lắm. Thật ra là nghe hai bạn kể chuyện thì nói chung rất là vui và rất là thú vị. Chắc chồng em chắc không có tật xấu gì đâu đúng không? Có chứ, rất là hay giận vợ. Em là chưa bao giờ dám giận chồng hết á. Bé nhõng nhẽo. Giận vợ, giận dai. Rồi giận mấy cái khó đỡ. Khó đỡ là sao? Ví dụ chẳng hạn có một cái trường hợp là mình có ý tốt nhưng mà bị giận. Nghĩa là hai vợ chồng sáng hôm đó đi cùng tàu điện thì lên tàu thì có hai cái ghế trống hai bên, có một người ngồi giữa. Thì em mới ngồi ở cái ghế trước rồi. Sau đó em kêu là chồng em ngồi cái ghế kia đi. Chồng em bảo là không, anh thích đứng. Nhưng mà em thì nghĩ là chồng em ngại để em di chuyển lại thì em cứ đứng lên em đi qua bên kia ngồi. Thế là chồng em rất là bực bội, rất là giận, giận y luôn. Chắc là cũng phải một hai ngày gì đó. Sao em lại giận? Cái vấn đề là nếu mà vợ em đi qua đây ngồi và em ngồi ở đây thì hai đứa ngồi hai bên. Cái đó là cái em không muốn, em thích em đứng kế vợ em để em nói chuyện với vợ em. Đó là cái thứ nhất. Cái thứ hai á, em đã nói trước là hả, thôi anh không cần ngồi. Thật sự hả, khi mà em nói cái gì á thì em yêu cầu là cái chuyện đó là phải được thực hiện. Mà nói giận nhiều là không có. Hai vợ chồng quen nhau giận nhau em đếm chỉ được có 3 lần thôi. 3 lần. Tại sao lúc đó em không nói luôn cái ý của em cho vợ em biết? Cũng có nói nhưng mà vợ em đã đi để dậm bước đi qua bên kia rồi thì em có kéo tay lại, nhưng mà người ta nhìn vô thì người ta tưởng là hai vợ chồng cãi nhau. Cái đó gì đó đúng rồi. Thành ra em mới thấy thôi vậy thôi, cứ ngồi xuống xong rồi ha cứ tiếp tục giận nhau rồi có hả từ từ tối về nhà giải quyết. Thì thường á là mỗi một cái lần mà giải quyết cái chuyện để hết giận thì làm cái gì trong em nữa hả? Đúng rồi, bỏ luôn, không thèm. Mình muốn chạm vô là mình không chạm được á. Kiểu mà phừng xong rồi ngồi cứ đọc truyện tranh rồi chơi game hay là đọc bài vậy. Cứ quyết là không đụng vô, cứ nằm yên vậy đó. Rồi mà mấy mà mở mắt để đó thôi là chút xíu là ngủ rồi thì ra ngủ cũng được, thì vợ cũng nói rồi hai đứa ngủ cũng được, thì ngày hôm sau mệt quá có mà thôi ngồi nói chuyện với nhau xong rồi hai đứa hiểu nhau rồi thôi. Cái đó cũng là cái mà em thích ở vợ em. Rồi vợ em thì sao? Đằng xấu vợ em. Tính vợ em cũng vô tư lắm, đó là làm cái gì cũng không có chú ý đến cái môi trường xung quanh. Rồi cái thứ hai là cái bà vợ của em á, bà không có tập thể dục, không có ăn uống đàng hoàng vậy trơn mà hả cái em muốn là hả bà phải đi tập thể dục thể thao thường xuyên để bà hả khỏe hơn. Chứ không thôi có mình em tập thể dục thể thao có nhiều khi mốt em khỏe quá có bà không khỏe lại không có được. Mất công là không có đồng điệu đó đúng không? Đó. Nghĩa là không chăm lo cho sức khỏe đúng không? Dạ đúng rồi. Thế còn là chồng em còn cái thật xấu gì nữa không? Dạ nói chung là mỗi cái giận không là đủ mệt rồi. Dạ không còn cái nào xấu nữa quá rồi đó phải không? À thêm một cái nữa đúng rồi, đó là hả kỹ tính quá. Cái này là em thấy là giống như là có bệnh luôn á chị. Chẳng hạn tối đi ngủ bắt đầu là thiêu thiêu ngủ rồi mới quay qua hỏi vợ khóa cửa chưa, rồi chắc không chắc, bật dậy cái đi ra ngoài kiểm tra là cửa khóa chưa. Không thể cái giọng chắc á nó không thể hiện được cái sự tự tin. Khi nào mà nghe mà em cảm thấy tự tin không em sẽ không kiểm tra, nhưng mà chưa tự tin không thể ra kiểm tra bình thường là khóa rồi, tốn công là đang thiêu thiêu ngủ không tỉnh dậy nằm vô giấc ngủ lại làm khóa chưa. Cẩn thận. Dạ đúng thận. Yeah. Cảnh giác. Nếu như mà em muốn chồng em thay đổi thì em muốn chồng thay đổi cái gì? Không kêu bà vợ nữa. Ok. Không kêu là bà vợ nữa. Yeah. Đúng không? Lúc nào cũng bà vợ. Hỏi đáp luôn nè, không kêu bà vợ nó được không? Được, từ từ sửa thôi. Mặc dù em biết là kêu là tình cảm đó nhưng mà nghe bà vợ. Bé vợ đi. À, rồi. Bé vợ, bé yêu gì cũng từ được. Từ bé vợ nó hay ngượng ngượng. Dạ, vợ được rồi, vợ được rồi. Kêu vợ ơi, vợ à. Rồi. Tại vì nếu như mà hai bạn bồng đồng tuổi với nhau thì chắc có lẽ là em sẽ không quan ngại về cái chuyện đó. Nhưng ở đây là cái chuyện hai người chênh lệch với nhau thì chắc chắn rằng là vợ em sẽ có cái suy nghĩ là hơi có gì đó. Dạ. Nhưng mà em yên tâm,
Ví dụ chồng em có giới thiệu như vậy đi chăng nữa ra mà em không nói tuổi của em, không ai biết là em lớn tuổi hơn chồng em. Đảm bảo luôn. Cho nên em không cần phải lăn tăn về vấn đề đó. Nếu như chồng em lỡ miệng mà quên, em hiểu không? Vô tư đi, yên tâm đi. Nhưng mà khó chịu chị. Và đúng, bây giờ muốn là khó chịu riêng thôi. Muốn thay đổi xưng hô thôi, đúng không? Rồi, muốn lợi dụng chương trình này thay đổi xưng hô. Ok rồi. Rồi ok rồi, cho thêm một cái nữa thôi. Mỗi lần giận vợ thì nói cho vợ biết, đừng có hầm hầm quá nảy nở lại. Đừng có bắt vợ đón ý phải không? Dạ. Vậy còn Trung, về phía em, Trung mong muốn vợ mình thay đổi gì? Bắt đầu tập thể dục thể thao đi. Chị hỏi câu tế nhị chút nha. Dạ. Có khi nào em cảm thấy em đuối sức với một thanh niên lực lưỡng cường tráng như thế này không? Dạ, cũng không đến nỗi là, nhưng mà nói chung cũng có những lúc sẽ cảm thấy hơi mệt. Cho nên cái mong muốn mà chồng em kêu em tập thể dục thể thao là hết sức chính đáng. Có cái ý trong đó đó chứ không đâu. Đời sống vợ chồng là ngoài cái chuyện sức khỏe ra còn có sức bền, sức dai, sức dẻo nữa. Đó. Tụi em là một cặp đôi hoàn hảo đó. Tại vì những cái mà tụi em không bằng lòng về nhau á, thực ra nó quá nhỏ mà nó lại là tỷ lệ thuận với nhau. Chúc hai bạn lúc nào cũng hạnh phúc như thế này. Trời em hiểu rồi. Có cuộc điện thoại gọi hoài mà anh không chịu bắt máy. Anh cứ bấm điện thoại nhỏ lại cái bỏ vô túi, cái em để ý. Mình nhìn cử chỉ là mình biết có vấn đề liền à. Em mới nạt anh ơi, tại sao tao điện không bắt máy đi. Thì mới bắt máy lên cái trả lời anh đang đi chơi với bạn gái anh rồi. Rồi cúp máy. Là em nghi rồi. Cũng có cản từ đầu, nhưng mà từ khi mà em có em bé á thì lúc đó bà ngoại á thương cháu quá. Em bé giờ được nhiêu rồi? Dạ em bé em giờ được 14 tháng rồi. Mà hai bạn là lén làm đám cưới cách đây là 2 năm hả? Dạ. Và bây giờ xin mời quý vị cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. Wow. Cầm gì theo vậy? Cuốn album cưới chắc chắn một chút nữa sẽ có rất nhiều điều bí ẩn và thú vị xung nằm quanh, trong cuốn album này. Thôi bây giờ trước tiên mời hai bạn giới thiệu cho mình. Em là Nguyễn Minh Thái, năm nay 27 tuổi. Em đang là nhân viên công nghệ thông tin. Còn em là? Em là Trăng Thị Như Ý ạ. Em là 29 tuổi. Em là giáo viên mầm non. Vợ lớn hơn chồng 2 tuổi. Dạ. Ôi vậy sao thế vợ trẻ dữ vậy? Người ta nói một câu là nhất trai lớn một, nhì gái lớn hai, đúng không? Chắc chắn hai bạn có rất là nhiều điều muốn chia sẻ với tất cả mọi người ở đây. Khoan đã, để em để lên đây đi. Thôi đây anh cầm nhé. Rồi hai bạn quen nhau trong trường hợp nào? Cách đây hơn 10 năm thì lúc đó em 16 tuổi á. Thì trong cái dịp Tết em với một người bạn đi chơi vào tiệm net. Vợ em lúc đó đi mới đi chơi về là mở cửa bước vô là em giật mình là nguyên con búp bê đập vô mặt luôn. Dạ, người mà có một khúc à, mà trắng tươi, tóc vàng nữa. Dạ, em cũng thấy ấn tượng. Thì lúc đó vợ em ngồi check email. Em liếc qua em thấy cái email của vợ em. Hôm sau em viết mail làm quen. Rồi giấy có trả lời lại liền không? Khoảng 2 tuần lận ạ. Rồi trả lời dài không? Dạ thì cũng họ tên rồi tuổi là thôi. Thì ảnh sau đó là ảnh trả lời liền với em luôn là ảnh nhỏ hơn em có 1 tuổi. Ảnh nói dối, ảnh nhỏ hơn em có 1 tuổi. Rồi một ngày đó thì ảnh mới chết mail là ảnh nói à thôi giờ mình gặp nhau đi. Cái ấn tượng đầu tiên của em rất là đơn giản. Ảnh xấu quá, đen thui mà ốm nhom nhắt rồi. Khi mà em biết chồng em lúc đó nhỏ hơn em 1 tuổi à? Đúng không? Dạ. 2 tuổi nhưng mà nó xạo. Nhưng mà sao? Dạ nó xạo là. Đến khi nào thì em mới biết là đến khi mà em chia tay bạn trai em quen với ảnh chính thức luôn. Ảnh mới nói là thật ra anh nhỏ hơn em tới 2 tuổi mà. Chứ em cũng nói thôi kệ, giờ lớn 2 tuổi không có sơ muối gì được thì mình làm bạn. Sao đâu. Coi như là quen cái là phải tính tiền sơ muối liền đó em. Hôm đến khi nào thì em mới chia tay bạn trai của em để mà em quen với. Thì lúc đó là em đi du lịch với gia đình mà em cứ nhớ về anh này hoài à. Mày là em không nhớ tới bạn trai của mình mà em cũng không muốn mình mang tiếng là bắt cá nữa. Nên em quyết định đó là về là chấm dứt với ảnh liền luôn. Là em quen chính thức với anh này luôn. Em là đây là mối tình đầu của em. Dạ. Mối tình cuối. Dạ cũng là tình cuối. Rồi cái có mối tình giữa không? Dạ nhiều. Tụi em quen được khoảng 10 năm thì tụi em chia tay tới 4-5 lần lận. Lý do là? Lý do là ảnh lăng nhăng. Ở dưới quê thì không có gì. Nhưng mà khi mà đi lên Sài Gòn học đại học thì lên trên này là mỗi lần ảnh thay đổi môi trường sống là ảnh lại quen một cô. Ủa nhưng mà mỗi lần em say nắng một cô như vậy á thì là làm chia sao mà em biết được? Chia tay một lần đó. Lần đầu tiên á Tết ảnh về quê, em với ảnh đi xem phim. Có cuộc điện thoại gọi hoài mà ảnh không chịu bắt máy. Ảnh cứ bấm điện thoại nhỏ lại cánh bỏ vô túi, cái em để ý. Mình nhìn cử chỉ là mình biết có vấn đề liền à. Em mới nạt ảnh, anh ơi
rồi sao tao điện không bắt máy đi. Thì mới bắt máy lên cái trả lời anh đang đi chơi với bạn gái anh rồi. Rồi cúp máy là em nghi rồi. Rồi sau đó một khoảng chừng 2-3 tuần gì đó thì em mới quyết định em lên Sài Gòn thăm ảnh. Thì khi lên thăm rồi em mới biết cô đó là sát phòng trọ của ảnh. Là lúc đó em làm đung đung lên rồi em chia tay. Xong rồi bắt chở ra bến xe về liền. Trời ơi, chở bến xe khóc dữ lắm anh chị ơi. Khóc như mưa vậy á. Khóc tới nỗi mà cái gì ngồi kế bên hả? Ủa sao nó khóc dữ vậy con? Rồi em có chạnh lòng không? Dạ không, em không cần. Là sao em dứt khoát. Sao không cần, sao giờ lấy người ta? Thì một thời gian sau cái ảnh lại quay đầu về quê. Bao lâu? Khoảng chừng 6 tháng. Lết về dưới năn nỉ. Năn nỉ biết bao nhiêu luôn. Em mới chấp nhận cho quen lại. Coi như hết 4-5 lần vậy cũng hại não dữ à. Dạ cũng hại não. Ủa em, thì tại sao em không lên Sài Gòn luôn giữ bồ mình? Sao chứ nó, em đã đi học ra trường rồi. Ảnh cũng ra trường rồi, có công ăn việc làm ổn định. Thế là em đã lên quyết định em lên chợ, em lập nghiệp luôn. Lên Sài Gòn thì hai đứa ở đâu? Mới đầu thì vợ em á là ở cạnh cái phòng trọ của em. Dạ, nhưng mà sau này khoảng 1 năm thì hai đứa dọn về ở chung. Chị, ba mẹ biết không? Dạ không, tại vì thực ra là chuyện tình cảm của hai vợ chồng em á, gia đình em nhất quyết không chịu. Nhưng mà gia đình em đã có một cái ấn tượng xấu với vợ em ngay từ lúc đầu rồi. Em nói cỡ nào nó cũng không chấp nhận. Tại sao? Thứ nhất là hơn tuổi, cái thứ hai nữa em người Nam, gia đình ảnh người Bắc là không thích lấy gái Nam. Rồi một phần nữa tóc của em đó em nhuộm á chị, màu vàng á thì búp bê đó, búp bê dạ. Người ta hơn những người với người lớn á thì người ta không thích, nói là em như là dân chơi vậy đó, người ta không thích. À, cái cách mà em thuyết phục ba mẹ em á để đồng ý bằng cách nào? Thuyết phục không thành công. Em là quê ở ngoài Bắc ngoài đúng không? Dạ, gốc ở ngoài Bắc. Có nghĩa là bà con vẫn còn ngoài đó. Dạ, dạ còn ngoài. Vậy em trước khi đám cưới á em có dẫn vợ em ra ngoài đó gặp? Dạ có. Gặp bà con họ hàng thì dạ. Cái cảm nhận đối với vợ bạn như thế nào? Đợt đó Tết em dắt về rồi xong rồi thì gặp các bác với bà nội rồi em cho vợ em tiếp xúc thì các bác thấy là thật ra con bé này đâu có tệ thì cũng có tác động. Thì có hiệu quả không? Dạ, kinh nghiệm sống em không có, xử lý em không biết nữa. Mà cứ em cứ nói là mẹ em bàn ra, mẹ em phản đối. Lúc đó em tự ái mà tính em với mẹ em giống nhau nữa, không ai nghe ai hết. Rồi cuối cùng là tụi em xử lý cái chuyện tình cảm tụi em như thế nào? Chúng em sống thử với nhau khoảng 1 năm thì tụi em cảm thấy rất là hợp. Tụi em quyết định đó là đi đăng ký kết hôn. Cách đây mấy năm? Khoảng hơn 2 năm. Sau khi đăng ký kết hôn 6 tháng á thì tụi em có tổ chức một cái tiệc chỉ có bạn bè, anh em, đồng nghiệp chứ không có gia đình hai bên. Bao lâu thì gia đình biết chuyện này? Một người bạn á đi đám cưới của em chụp hình lại đăng lên Facebook thì bạn của mẹ ảnh á lên Facebook nhìn á là phát hiện được, đưa in hình đem cho mẹ coi. Thì mẹ điện lên, mẹ hỏi là con có làm gì mà giấu da giấu mẹ không? Con đâu có làm gì đâu. Em chối vậy lắm. Xong rồi lúc đó mẹ em cũng chưa nói là có hình có gì hết trơn á. Dạ xong rồi hết mẹ điện không tới cha điện. Chối thì cha mới nói là cha biết hết rồi. Là do là lúc đó cha em lên chơi với em thì hai cha con có đi xe đi công chuyện thì lúc đó em mua đồ cha em ở ngoài, vô tình cha em mở cốp xe ra thì mới phát hiện là những cái thiệp cưới mà chưa kịp gửi á. Chồng mở ra thấy tên em với tên vợ em mà không nói liền, không nói gì hết, lặng lẽ cứ vẫn vui vẻ như vậy. Nhưng mà xong rồi cái lúc đó điện là bắt em về quê liền. Sau khi tụi em về em thừa nhận với cha mẹ là như vậy rồi thì vợ em với em thì cũng cảm giác là cũng tủi thân lắm. Thì cũng động viên nhau là thôi bây giờ đã lỡ như vậy rồi thì mình cố gắng mình sống thật là tốt, hòa thuận hiếu thảo gì đó, sống hạnh phúc để cho cha mẹ thương. Sau đó thì tụi em có em bé thì dần cái mẹ em cũng xui thì cho cơ hội cho hai vợ chồng về để xin lỗi và xin cha mẹ tha thứ. Còn bên gia đình em là có cản từ đầu không? Cũng có cản từ đầu nhưng mà từ khi mà em có em bé thì lúc đó bà ngoại á thương cháu quá. Em bé giờ được nhiêu rồi? Dạ em bé em giờ được 14 tháng rồi. Mà hai bạn là lén làm đám cưới cách đây là 2 năm hả? Dạ. Lúc đó là con có anh Bum này chưa? Dạ có rồi, dạ. Anh Bum đó là tụi em. Anh Bum này là đám cưới đợt đầu. Dạ cái này là do dạ, tụi em tự làm. Em coi cái coi. Nhưng mà chị hỏi nè, tại sao em cứ phải chối với ba mẹ làm gì? Cái đó là cũng là do một phần là ở em nữa. Là ngay từ lúc đầu em không có dũng cảm, không có cương quyết. Đó, dạ. Theo chị nghĩ nếu như lúc đó nói thẳng mọi việc ra thì chị nghĩ nó không đến cái mức mà để lâu như vậy. Nhưng mà giờ cũng qua rồi đúng không? Cha mẹ chấp nhận thì cũng mới làm đám đây hồi tháng 3. Ngày dạ. Đám đó là đám ra mắt hai họ? Dạ, là có cả hai họ. Bây giờ là hai vợ chồng á, là cuộc sống bây giờ là hạnh phúc rồi đúng không? Dạ. Được sự chấp thuận của cả hai gia đình hai bên. Nhưng mà riêng cuộc sống của các bạn thì sao? Khi mà lấy nhau rồi vượt qua bao nhiêu mọi trở ngại rồi thì cuộc sống hiện tại bây giờ sao? Có những cái vỡ òa về nhau không? Ê, còn vợ em có cái gì thay đổi không? Tức là ghen với là kiểm soát dữ lắm. Gái nhắn tin là bắt đầu là hỏi ai đây, tên tuổi, làm gì trong công ty. Điện thoại cho người quen trong công ty hỏi anh kiểm tra giùm em là hả, có phải là cô này tên này ngồi chỗ này
Rồi hả, quen gì với chồng em không? Dạ em cũng kiểm soát thời gian em dữ lắm. Em đi làm ra là khoảng 5 rưỡi, là 6 giờ em chưa về tới nhà là bắt đầu điện. 5 phút gọi một lần, 5 phút gọi một lần. Các em trả lời là ờ anh đang về. Đang về sao không có tiếng xe? Nhiều khi em lén thêm ra em để máy xe em, em để điện thoại đó xe đó nghe đi. Có thấy bất ngờ về chồng em điều gì? Mất cái tính là nóng tính dữ lắm chị. Thương thì thương con lắm nghe, mà con liền chút xíu mà điên lên là đánh thằng nhỏ, nhốt thằng nhỏ. Đánh đánh là sao? Đá vô mặt không à. Trời đất ơi. Dạ. Hư quá vậy. Chị thấy gì nè, vấn đề mà đánh em bé là chị khẩn thiết yêu cầu em là dừng lại. Còn những cái điều mà chồng em yêu cầu em là đúng chứ không phải là dạ. Sai đâu. Chị biết là vì chồng mình đã có những cái vết mà trong quá khứ mình biết rồi, nhưng mà cứ suy diễn ra đó. Dạ. Nhưng mà theo chị thì nên bớt cái đó đi. Bởi vì á, một người con trai 16 tuổi bây giờ đến người đàn ông là 27. 27 rồi, cái nhận thức cũng sẽ khác đi. Vô tình nếu mà mình cứ tiếp tục mình giữ như vậy á, thì sẽ tạo cho anh ấy một thói quen là thủ thế, lúc nào cũng phải nói dối. Vậy chi cho nó mệt mỏi mình, đúng không? Còn những cái điều mà vợ em yêu cầu em á, chị thấy mình cũng nên sửa. Vậy mình nóng tính quá cũng không nên. Dạ. Và phải chân thật trong mọi trường hợp với vợ, tạo cho vợ cái niềm tin ở mình nhé. Yeah. Cùng thay đổi. Dạ. Yeah. Yeah. Cảm ơn em. Dạ. Yeah. Để tóc dài, mặc một cái áo khoác, hút một điếu thuốc, thấy rồi đó là lãng tử. Trời, một đẹp trai nữa. Chậm một cái áo khoác măng tô á, đậm chất Đà Lạt luôn á. Wow. Yeah. Em gặp vợ em, ấn tượng đầu tiên về vợ mình là gì? Vợ xã em là, lúc đó là làm bên du lịch á, trang điểm cũng kỹ, dáng cũng rất là thon thả. Mới đi làm về là bận cái váy của bên khách sạn, đi lên Đà Lạt luôn. Đó là em cởi áo khoác ra đưa cho cô nàng. Em á mà thấy chồng mình á cởi khoác mà ga lăng như vậy, chắc chắn là ngay từ lúc đó thì em đã bị cưa đổ rồi, đúng không? Dạ em đổ liền. Và bây giờ chúng ta sẽ cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng tiếp theo. À, chào hai bạn. Oh. Ủa ai là người còn chơi gấu bông vậy? Dạ em. Em. Nó gắn liền với lại một cái kỷ niệm rất là đẹp của vợ chồng em. Vậy à? Vậy đó hả? Chắc rồi. Chắn là một chút nữa hai bạn này sẽ kể cho chúng ta nghe những câu chuyện rất thú vị về chú chó bông này. Bây giờ trước tiên thì hai bạn có thể giới thiệu về mình. Em là Nguyễn Phú Huy, em làm ở một bộ phận kinh doanh của một công ty. Em năm nay 31 tuổi và đây là bà xã của em. Em là Trần Nguyễn Ngọc Hạnh, em cũng 31 tuổi. Hai vợ chồng em là đều sinh ra và lớn lên tại thành phố Đà Lạt. Hai bạn gặp nhau như thế nào? Em và ông xã em á có học với nhau từ năm lớp 8. Sau đó thì ông xã em chuyển trường bẵng đi 11 năm á. Trong một lần em lên trên mạng Yahoo á thì tự nhiên em thấy cái avatar của anh chàng này sáng lên. Em nhảy vào em chat trước. Thời lúc đó em sao? Nói chung là hồi xưa đi học thì cũng chẳng ấn tượng gì với nhau. Cô bé dưới một chàng trai không được như bây giờ đâu. Wow. Là lúc đó là tóc ngắn giống như chưa dậy thì đó. Sau này mà khi mà chat nhảy qua chat với em là nhảy lên cái avatar thì là thấy một cô bé khuôn mặt Hàn Quốc, có mặt là hơi hôn một chút. Dạ. Trời ơi, đùa Hàn Quốc mặt hôn một chút à. Mà lúc đó là tụi em ở Đà Lạt hay là tụi em đã về Sài Gòn rồi? Thì lúc đó thì em về Sài Gòn làm. Thì ông xã em học xong đại học ở đây thì lại về, trở về lại Đà Lạt làm trên đó. Vậy làm sao mà gặp được nhau ta? Sau đó một thời gian á, thì nhân dịp lễ thì em về Đà Lạt để thăm bố mẹ. Em cũng có nói với anh chàng này là em về vậy đó. Không ngờ thì anh chàng này chủ động nói là thôi để Huy đi đón Hạnh. Em nghĩ thì chắc cũng nói vậy thôi chứ ai mà tự nhiên đi đón mình như vậy. Lên tới Đà Lạt thì cũng gần 12 giờ khuya á, thì anh chàng này đứng sẵn ở bến xe đợi mình rồi. À. Và em nhìn xuống xe nói ôi trời ơi, nó khác xe so với lại với cái hình ở trên avatar. Để tóc dài, một cái áo khoác, hút một điếu thuốc, thấy rồi đó là lãng tử. Trời ơi, đẹp trai nữa. Có đội nón không? Dạ không, lúc đó chưa có đội nón bảo hiểm. Tóc dài chị đó. Dài mà dạ. Tóc dài hút điếu thuốc nữa. Ai dạ. Trời ơi, mặc ba đờ suy hay là mặc đồ vest? Chậm một cái áo khoác măng tô đậm chất Đà Lạt luôn á. Wow. Dạ. Em gặp vợ em, ấn tượng đầu tiên về vợ mình là gì? Vợ xã em là, lúc đó là làm bên du lịch á, trang điểm cũng kỹ, dáng cũng rất là thon thả. Mới đi làm về là bận cái váy của bên khách sạn, đi lên Đà Lạt luôn. Đó là em cởi áo khoác ra đưa cho cô nàng. Em á mà thấy chồng mình á cởi khoác mà ga lăng như vậy, chắc chắn là ngay từ lúc đó thì em đã bị cưa đổ rồi, đúng không? Dạ em đổ liền. Sau đó là gặp nhau uống cà phê, rồi vợ em lại đi xuống thành phố làm. Khoảng là chắc nửa năm sau á. Dạ. Là em bắt đầu em lên một kế hoạch là sẽ tán cô bé này. Ừ. À. Thế là em đi xuống thành phố. Nhưng cái dịp đó là dịp Trung Thu á. Cái bữa tối đó sau giờ làm, nhận điện thoại của anh này nói thôi Huy qua nhà Hạnh ăn Trung Thu nha. Thấy anh này ba lô lỉnh kỉnh, nào rượu nào ly rồi bông hồng đỏ tới. Hai đứa cũng nói chuyện, uống rượu vang, ngắm bông hồng rồi ăn bánh Trung Thu. Xong đâu đó hết rồi thì tự nhiên mình thấy anh chàng này đứng dậy đi lại chỗ cái ba lô. Thì
mình nghĩ là thôi là chuẩn bị về. Tự nhiên rút ra cái bông này, nói là Hạnh làm bạn gái của Huy nhé. Sau đó là hai đứa là chính thức là tình yêu với nhau. Xong cũng vì là em mới thấy là bên Adphone á có cái dịch vụ là gọi miễn phí với nhau. Thế là em mua điện thoại cặp, gửi xuống cho cô bé này một cái, em một cái. Thế là cứ gọi miệng với nhau suốt thôi. Sáng mở mắt dậy là đã nghe điện thoại. Nghỉ trưa là cũng không được nghỉ trưa, cũng phải nói chuyện điện thoại. Về tới nhà là bắt đầu là buông điện thoại tiếp. Nói tới khi ngủ luôn, là ai ngủ trước thì người kia nghe tiếng ấy. Để tới sáng luôn. Yêu qua điện thoại, tâm sự qua điện thoại, thậm chí là ghen tuông qua điện thoại luôn, đúng không? Mà ghen tuông qua điện thoại thì ghen sao ta? Mà em thì nóng tính lắm, cứ mà bực mình là lầm một cái là em quăng thôi. Quăng luôn. Quăng luôn chị, khoảng 5-6 cái điện thoại. Rồi lúc đó khi mà chồng nổi nóng vậy thì em có bùng lại không? Mặc dù tính em rất là nóng nhưng mà em cũng nhún nhường, em cũng chịu đựng lắm. Quen nhau một thời gian vậy thì cũng có những cái lúc mà đỉnh điểm. Cái bữa tối đó thì em đi làm về lại không thấy anh chàng này gọi cho em nữa. Gọi điện thoại về nhà cũng không bắt máy, em mới thấy ngạc nhiên. Nó không biết là tại sao lại như vậy. Ngồi vô tình lên mạng coi thử anh chàng này có online không. Khi mà em mở mail ra thì em lại nhận được một cái lá thư kèm theo một cái bài hát là bài Chiếc Lá Cuối Cùng. Em bật cái bài hát đó lên trước, một cái bài rất là buồn, rất là thê thảm. Bắt đầu em đọc thư là nước mắt em nó lã chả. Em khóc nguyên một đêm. Anh chàng này là muốn chia tay, không cho em biết một cái lý do rõ ràng. Là đêm hôm đó là em suy nghĩ xong rồi cái ngày hôm sau là em lên xe em về Đà Lạt luôn. Trên chuyến xe đó là em hạ quyết tâm, một là em phải làm rõ ràng là tại sao lại chia tay với em, trong khi em không có lỗi gì hết. Cái thứ hai, nếu như mà anh chàng này muốn làm chiếc lá cuối cùng thì em sẽ cho anh ấy biết rằng anh ấy sẽ là chiếc lá cuối cùng của em chứ không phải là của ai khác. Ghê chưa? Rồi bây giờ hỏi, bây giờ hỏi em lý do gì sao em muốn chia tay? Sao mà cắt lòng, ít gặp nhau rồi cuối tuần tình nhân đi chơi mình thì chỉ qua điện thoại thôi. Em thì có hai đứa em, em lại nghĩ thôi lo cho nó đi rồi nghĩ tới chuyện bồ bịch lấy vợ sau. Em mới suy nghĩ đắn đo, em viết thư chia tay. Hôm sau em đi làm về, mở cửa thấy ngồi với bố mẹ. Thế là em sợ quá đâu có dám mà nói đâu. Nắm tay kéo ra quán cà phê liền. Tới thẳng nhà dạ, của bắt, anh ấy bắt sống luôn. Rồi đi ra quán cà phê nói gì? Đầu tiên là khóc đã. Khóc quá trời khóc xong rồi tại sao lại chia tay. Em mới đưa những lý do đó, còn hai đứa em thôi ráng cho nó học đại học xong đi rồi quen. Xong rồi vợ mới nói em là vậy thì bây giờ thì chia sẻ bớt, vợ sẽ chăm lo luôn cho. Thì mình nghĩ là khi mình chia sẻ như vậy thì người ta sẽ hiểu được cái sự chân thật của mình với lại em, và cảm thấy là giống như là một nửa của cuộc đời mình vậy á, nên là mình không thể để mất được. Rồi vì lúc đó phải thừa thắng xông lên, mình phải cầu hôn chứ đúng không? Sau đó là em bắt đầu xin lỗi, rồi sau đó em lại tìm cách thôi mình bắt đầu mình cầu hôn đi. Dạ, thế là cứ để cho đi về Sài Gòn là em đi xuống heo, xuống heo bắt đầu em nhắc lên cầu. Dạ, nói về chuyện cái cầu. Thì bữa đó sau khi đi làm về thì anh chàng này mới chở em đi vòng vòng chơi. Thì ngay lên trên cầu Thị Nghè á, tự nhiên thắng cái kít lại, quay ngược lại ôm em. Hùng cái chốc là em rất là ngỡ ngàng, không biết tại sao tự nhiên lại giữa đường giữa xá lại hôn em như vậy. Rồi lại hỏi em một câu là trả lời đi. Cái sao mà em lại bắt trả lời một cái câu mà chưa có câu hỏi? Đúng rồi. Thông thường á là mấy đứa bạn kêu nhau là bây giờ tán cô này thì cầu hôn như thế nào, là cứ mỗi đứa kêu thôi giờ tao dắt vô trong toilet tao hôn cô ta một cái. Đó, vô toilet là cầu, bây giờ hôn là cầu hết. Thì em cũng thấy cũng hay, nhưng mà thôi mình nhẹ nhàng đi, dắt lên cầu cũng hôn. Xem như là mình cầu hôn, xem thử là cô ta trả lời như sao. Trời ơi, sau đó em có hiểu không? Sợ em cũng không có hiểu. Thì đến cái lần cầu hôn thứ hai, đêm giao thừa, thì ông xã em mới rủ em đi lên trên đồi Vinh Hai á. Lúc đó đúng 12 giờ thì pháo hoa nổ lên. Thì anh chàng này mới vòng tay qua ôm em, hôn vào má và hỏi em rằng là đồng ý làm vợ anh nhé. Lúc đó với cái khung cảnh lãng mạn như vậy, mình gục ngã luôn. Không thể nào mà từ chối được đúng không? Dạ. Bao lâu á em xuống dưới Sài Gòn với vợ? Thì lấy nhau rồi á, gần một năm sau em mới đi. Vậy đó hả? Có nghĩa là một năm là lấy rồi, sau đó mới là sum họp. Thì các bạn còn khám phá được những cái gì mà quyền bí của nhau không? Chị Dân dùng cái từ quyền bí nghe ghê quá. Là có những cái gì mà bạn cảm thấy bất ngờ ở chồng bạn mà cũng như bà ngược lại không? Quen nhau thì em hay giận dỗi, em rất là cọc cằn. Lấy nhau về là vợ em là từ một con mèo nhỏ xíu thôi, bây giờ là một con sư tử. Đúng rồi, 180 độ đó. Thay đổi cực kỳ, coi như là kiểm soát hoàn toàn em.
Làm gì cũng phải báo. Thế giờ tại sao lại ghen dữ dội vậy? Từ con mèo mà biết thành sư tử. Khi mình thả con tép á, mình bắt cười con tôm rồi á, thì mình phải đổi thế chủ động. Mình phải nắm quyền, mình phải kiểm soát hết. Tức là bây giờ tình trạng hôn nhân là bây giờ giống như là nguyệt thực á. Mặt trăng mặt trời, Trước khi mà lấy nhau á, thì em đọc điện thoại. Sau khi lấy nhau á, là vợ em lại đọc điện thoại. Không, bao nhiêu cái rồi em? Dạ không, có một cái thôi. Lý do là cũng 10 giờ đêm rồi á, thì tự nhiên em thấy điện thoại anh này có tin nhắn. Nội dung tin nhắn là anh Huy ơi, chấm gì đó. Là bắt đầu em sôi máu lên, là em phang luôn. Em đập cái rầm. Sau đó có những cái quy định không? Em không đặt ra quy định. Nhưng mà coi như là em thầm hiểu luôn. Cứ 5 giờ, một là thắng máy. Hai là các nhân viên đừng gọi cho tôi. Và cái vấn đề mà nhân viên nữ là người khác làm luôn. Em chỉ làm việc với nam thôi. Tụi em kết hôn được mấy năm rồi ta? Gần 4 năm. Thì thật sự là những cái tính xấu thì cũng đã biết về nhau rồi. Nhưng mà sau khi mà có em bé thì em không nghĩ rằng cái tính gia trưởng với lại cái kỹ tính cọc cằn của cả em đến mức độ mà nó cao trào như vậy. Ví dụ như tắm cho con là nước phải nhiệt độ như thế nào. Em làm mà không vừa ý ổng á, là ổng nói thôi để tôi tắm con. Xong là em mới buồn quá, thôi em đi em rửa chén. Không được rửa chén chị, tại vì khi mà rửa chén như vậy là ảnh hưởng cái nhiệt độ nước nóng con à. Đó, đến khi sấy tóc con cũng vậy, phải sấy vừa chế độ nóng vừa chế độ lạnh để nó bảo hòa. Hàng loạt những cái quy định em cũng rất là bực bội. Em có mong muốn ở chồng em thay đổi điều gì không? Em cũng mong muốn ông xã em bớt cái kỹ tính đi, bớt gia trưởng. Rồi về cái giờ giấc á, đối với em cái bữa cơm này rất là quan trọng. Thường em đi làm về thì em vẫn cố gắng em nấu cơm đợi chồng về, ví dụ như chồng về trễ thì em vẫn cố gắng em đợi. Nên là nói với em là 7 giờ về thì 7 giờ về, có nói sớm hơn rồi lại về trễ hơn. Vậy thì còn em có những cái gì cần vợ em thay đổi? Em cũng là chia sẻ với vợ em, công việc rất là căng thẳng, em không thể về sớm được. Thì cũng mong muốn là vợ hiểu về cái công việc của chồng, phải nhỏ nhẹ nhàng với chồng chứ đừng nóng tính nữa. Theo chị thấy như vậy nè, mỗi người đều có một cái mà cần phải thay đổi đó. Thì bây giờ chị nghĩ như vậy nè, trình độ của tụi em cũng giống như cái công việc của tụi em, cái tuổi tác của tụi em đủ để hiểu được rằng á, sau cái buổi này nên như thế nào để cho cuộc sống của mình nó hạnh phúc hơn. Sẵn hai vợ chồng đây bữa nay tâm sự hết như vậy nè, tự hứa với nhau đi. Đúng không? Mọi người thấy có nên là như vậy không? Không, giơ tay. Chứ vậy. Vợ phải luôn hiểu rằng là đối với chồng là vợ với con là quan trọng nhất. Về phần em thì em sẽ cố gắng tiết chế cái tính ngông cuồng của mình hơn, tin tưởng anh hơn, không có kiểm soát anh nữa để cho mà anh yên tâm công tác. Trời ơi, ôm cái đi. Ôm cái đi. Đi cà phê thì mới thấy ảnh lãng xẹt vô, thì kêu hai đứa trước là ảnh ngỡ uống hết ly nước của ảnh. Anh không mời em, cái uống xong mình quay qua thấy ảnh đang ngồi ngủ. Trời ơi, ngủ gì nè. Em mới hỏi là ủa anh, sao anh nói chuyện với em mà anh nhắm mắt anh ngủ vậy? Anh vừa nhắm mắt anh vừa trả lời. Không, em cứ nói đi, em cứ nói bình thường đi. À, anh nghe mà, ở nhà bà nội anh cũng vừa ngủ thì nói chuyện với anh vậy á. Trời ơi. Em cũng nói với ảnh là giờ cha nói gì đó gì không cho quen nữa. Vậy chứ anh có muốn cưới em không? Cái ông kêu là có. Cái em nói vậy thôi sao giờ anh không cưới em đi. Cái ông kêu là giờ vàng lên quá không có tiền cưới. Xin mời quý vị cho một tràng pháo tay để cùng gặp gỡ cặp vợ chồng đầu tiên. Trời ơi, cưng vợ quá à, sợ vợ té hay sao vậy? Tôi nhìn thấy chú rể, tôi có cảm giác giống như là hình như đã gặp ở đâu đâu rồi thì phải. À, nếu tôi đoán không lầm là bạn giống Lục Tiểu Linh Đồng. Đúng. Chính xác. Trời ơi, thiệt hay quá à. Em tên là Vũ Tài, 33 tuổi, em là nhân viên văn phòng. Em tên là Thanh Ngọc, 25 tuổi, là nhân viên văn phòng. À, nghĩa là lớn nhau 8 tuổi. Rồi ấn tượng đầu tiên gặp nhau thì như thế nào? Đầu tiên thì em gặp cô ấy tại đám cưới của ông anh làm chung công ty. Thì ngồi bàn nói chuyện với lại mọi người trong bàn, thì mới ngước nhìn lên sân khấu thì mới thấy một cô bé mặc cái váy ngắn trên đầu gối. Nhìn xuống nữa thì thấy cái chân hơi dài dài. Cô bé mà váy ngắn chân dài đó, váy ngắn chân đó dài là ấn tượng đầu tiên của em đúng không? Ngược lại người vợ là ấn tượng người chồng cái gì nè? Đầu tiên thì nói chung em không ấn tượng ảnh gì hết đó, tại vì mình đang đứng nói chuyện với ông chú, tự nhiên ảnh đâu ảnh đi tới, lù lù đi tới, thì lúc đó đang mang giày cao gót nữa, thì anh này nhìn xuống, tự nhiên mình nhìn xuống mình thấy ảnh thấy trên đầu thì hói hói, tướng thì lùng lùng, nên thấy không có gì để ấn tượng, nên ảnh mời vô ghế ngồi, nên em cũng không. Ủa em đang né cái chữ đầu tiên nghe, hói hói, né đi.
Tại vì nó sao gặp anh này có vẻ như hình như gặp anh đâu rồi. Hình như là đồng cảm tương lân hay sao. Sau đó thì ai là người chủ động tỏ tình với người kia? Em là người chủ động. Ừ. Anh xin số điện thoại em với nó là 3 lần. Lần đầu tiên em không cho, lần thứ hai nhất định không cho, lần thứ ba sau đó thì có ông chú á, là ông sếp của ông xã bây giờ làm chung á, thì kêu là ừ thằng này nó cũng tốt lắm con, nó cũng được lắm, thôi cho nó số điện thoại đại đi. Ừ. Trong cái đám cưới đó luôn. Dạ đúng rồi. Trong thời gian đó. Lần thứ ba mới quyết định cho số điện thoại. Sau đó về nhà thì lúc đó đi đám cưới về mệt quá, em đang nằm chuẩn bị ngủ thì lại có một cuộc điện thoại gọi tới. Thì em cũng bắt máy lên thì ảnh mới nói là alo anh nè, anh vừa xin số điện thoại của em nè. Lúc đó em xin lỗi anh lộn số rồi, cúp máy luôn. Rồi vẫn kiên trì chứ. Phải kiên trì. Tự vì á là mình thấy gọi không được là cổ nói lộn số rồi, mà cổ mới cho mình nghĩ là kêu quá, thì mình quyết định là mình xin cái số điện thoại bàn, mình chơi chiêu chút xíu. Ủa mà sao có số điện thoại bàn? Đang mệt quá, mơ mơ màng màng á, tự nhiên anh gọi điện thoại em cho anh xin số điện thoại bàn nhà em nha, cho luôn. À có nghĩa là bạn đang xây ke đúng không? Đi. Sáng thì em nhận được một tin nhắn. Thì anh nè, anh hôm qua anh có xin số điện thoại bàn nhà em, anh có gọi vô điện thoại bàn em nhưng mà không phải em bắt máy. Mà như là mẹ em bắt máy nên anh cúp máy rồi. Thì sáng đó cũng nghe mẹ có nói là ừ đêm qua có thằng đó nó khùng khùng sao á. 2 giờ sáng nó gọi điện thoại, nó phá máy nhà mình. Thì nghĩ ngay là anh ta thiếu mày hết. Anh ta mới nhắn tin, cái tin nhắn nó còn một cái nữa là anh nói là tối nay anh gọi cho em nhớ bắt máy nha. Cái đầu tối đó em có gặp đợi điện thoại của ảnh cũng đúng 2 giờ mấy 3 giờ sáng gọi cho em xíu. Trời ơi, 2-3 sáng gọi. Chứ mà cái giờ mà nghiệt ngã vậy. Giờ đi làm vẫn đêm. Có nghĩa là anh ấy cứ nghĩ rằng khi anh ấy làm là mọi người đều thức giống như anh ấy cả. Mà ngay cuộc điện thoại đầu tiên là rủ đi uống cà phê. Gì à? Rồi em có chấp nhận không? Có, tại vì em chấp nhận đi rồi mất công đi với ảnh tôi nói cho ảnh biết để tối anh khỏi gọi cho nhà mình nữa. Nói tóm lại là em bị khủng bố quá cho em đi cho rồi đó phải không? Vô cà phê ổng làm gì? Đi cà phê thì mới thấy ảnh lẻn xẹt vô thì kêu 2 ly nước ra ảnh ngỏ uống hết ly nước của ảnh, anh không có mời em. Cái uống xong mình quay qua thấy ảnh đang ngồi ngủ. Ngồi ngủ gì nè. Cái em mới hỏi là ủa anh sao anh nói chuyện với em mà anh nhắm mắt anh ngủ vậy? Anh vừa nhắm mắt anh vừa trả lời. Không, em cứ nói đi, em cứ nói bình thường đi. À, anh nghe mà ở nhà bà nội anh cũng vừa ngủ rồi nói chuyện với anh vậy á. Trời ơi. Rồi tôi chưa thấy một người đàn ông nào đi cua ghệ mà vô quán cà phê mà nhìn mặt cái người bạn gái mình mà ngủ gà ngủ gật kiểu đó. Em hỏi là bộ em nói chuyện chán lắm không đấy? Ừ cũng hơi chán chán. Ông công nhận thật tình thiệt. Nói thẳng luôn vậy đó. Lúc em nghĩ sao? Lúc em nghĩ sao? Em nghĩ cái ông này cũng lạ lạ kỳ kỳ. Nếu mà nói chuyện lúc nào cũng nói thẳng vô vấn đề, có cả yêu đương cũng nói thẳng vô vấn đề vậy. Không lẽ có thẳng là ê yêu không? Dạ không, cũng hết đến nỗi vậy. Anh mới nói là ủa anh chưa có bạn gái thì em chưa có bạn trai thì hai đứa mình quen nhau đi. Nhưng mà anh hỏi trước chứ trước đây em có quen ai chưa? Cái em kêu là trước đây em cũng có một quen một người. Cái anh kêu là vậy chứ hai người có cái gì chưa, có tiếng xa hơn chưa, nói đi để có gì anh biết, để anh ví dụ như mà anh tránh được thì anh tránh, rồi không tránh được thì anh tới luôn. Ví dụ xảy ra rồi sao? Nếu mà xảy ra rồi thì để mình biết đường, để mình còn phải là rút đúng không? Rút. Em cầu hôn vợ của em bao lâu thì đến cũng... 6 tháng. Anh cũng chưa muốn hỏi cưới em đâu. Ủa sao kỳ vậy? Dạ cũng do cái dịp về Bến Tre chơi gia đình ảnh á, nghĩ là lên là sẽ hỏi cưới, nhưng mà lên thì ảnh lại im, ảnh không hỏi cưới thì cha cứ sợ là chắc thằng này nó lừa con mình hay sao á, nên không cho vô nhà chơi. Thì bữa đó hai đứa trốn đi chơi, em cũng nói với ảnh là giờ cha nói gì đó gì không cho quen nữa, vậy chứ anh có muốn cưới em không? Cái ông kêu là có. Cái em nói vậy thôi sao giờ anh không cưới em đi? Cái ông kêu là giờ vàng lên quá không có tiền cưới. Cái xong cái em mới nói là mà để lâu quá vàng lên nữa là anh khỏi cưới luôn. Suy nghĩ chắc có lý hay sao. Ổng về cái qua ngày sau cái ổng gọi điện thoại cho em. Cái ổng kêu là ừ em ơi khoảng tuần sau ba anh bước qua hỏi nha. Thì ra sợ vàng lên để cưới gấp. Có nghĩa là chị hiểu rằng á là em rất là kỹ lưỡng trong cái vấn đề tìm hiểu và đi đến hôn nhân đúng không? Yeah. Mọi chuyện đối với em là phải hoàn hảo tất tần tật mọi thứ. Thế thì sau khi mà cưới rồi á, cái điều mà em thấy bất ngờ ngạc nhiên về vợ em là cái gì? Rất là bạo lực. Là sao không? Là sao? Cụ thể là khi mà mỗi lần mà em đi nhậu về đó thì hay là đánh nguội. Đánh nguội hả? Ủa đánh nguội là sao Thường? Đánh nguội nè. Giáo là em đánh hơn vậy. Trời.
Ví dụ như một cái trận đánh nguội của em nói với anh nè. Chồng em sống về đêm à. Đi nhậu về đêm không à, khoảng 12 giờ mới về. Vừa về em đóng cửa, em đâu cho vô đâu. Cái xong gõ cửa, vừa mở cửa ra em vút một phát một cái văng xuống hai tầng. Văng xuống tầng cầu thang. Trời, đánh nguội ác vậy. Bạn có thể diễn tả được cái cảnh mà bạn bị đánh nguội hay sao? Đồng ý không nào? Cảnh nó kinh khủng quá. Thử coi, thử đi. Thử đứng lên đi. Đó. Đứng lên đi. Trời ơi, vợ nó chủ động gì quá hay rồi đúng không nào? Đứng lên. Để cho mọi người học đó, hỏi. Đó, đúng rồi. Đâu đánh người ta đâu. Vụ gì đang đứng vậy? Trời ơi. Cái đâu mà đánh người nó mà đạp lộ liễu. Chị mà như em á là chị không có dám đi nhậu nữa đâu. Chị cực khổ về bị quýnh mũi hoài. Rồi quýnh là sao? Rồi nằm đó luôn hay là sao? Lăn xuống dạ, rồi. Ổng ngồi đó xong ổng gõ cửa kia. Em ơi mở cửa. Cái xong cái em mở cửa cho ổng vô. Thì ổng vô, ổng đang nằm ngủ á. Ổng đang nằm ngủ cái em tức quá, em không nói chuyện được. Em quất phát vô mà hai cái. Xong cái ổng vậy đó hả? Rồi bây giờ em mong muốn của em với bà xã sao? Mong muốn của em á là dịu dàng hơn. Là không còn đánh chồng trong lúc mà chồng thân. Cái thứ hai nữa là kỹ hơn trong cái làm việc hàng ngày. Ảnh nói là em không có kỹ tính, nhưng mà thật ra là do ảnh quá kỹ nên ảnh mới thấy em không kỹ à. Giống như em rửa chén xong cái anh kêu em mở đèn lên có chén còn dơ không, cái anh lấy cái tay anh vuốt cái đít chén, cái anh kêu nè anh chia vô tay em á, còn dầu này rửa lại đi. Cái anh kêu thôi anh đi rửa đi. Nói với em lau nhà xong cái anh kêu trời ơi lau nhà gì bụi không mà. Cái ảnh lại cái ảnh kêu thôi đưa đây để anh lau cho. Phơi đồ cũng vậy nữa. Phơi đồ cái em lấy em phơi đồ, em giặt đồ xong em phơi. Cái ảnh kêu thôi được rồi đưa đây để anh phơi cho, không ai phơi đồ sạch bằng, không ai phơi đồ khô bằng anh. Cái em nói ừ thôi anh làm luôn đi. Và từ đó về sau là ba cái việc đó là ảnh sẽ làm. Mình nói đây là nói với tính cách là để mà dạng như khắc phục. Ví dụ như là mình phải làm cho nó tốt. Dạ. Đâu có ai chê em giữa chén dơ, đâu có mình ảnh chê em giữa chén dơ. Còn cô vợ? Còn em thì đầu tiên là em muốn ảnh là không nhậu nữa, bớt keo kiệt lại. Có một cái ảnh keo kiệt lắm. Keo kiệt? Phải không? Với gì? Với vợ hả? Dạ đúng rồi. Đầu là ảnh xin xuống cho bạn em là em cũng nghĩ là không đến nổi đâu nha. Nhưng mà khi mà cưới về em còn phát hiện hơn nữa. Vừa cưới về, trước khi cưới thì ảnh kêu là ở đám cưới xong anh sẽ dẫn em đi hưởng tuần trăng mật ở đâu đó. Cái tới chừng cưới xong cái em nói ủa anh cưới xong rồi mình đi đâu? Ảnh kêu đi gì? Trời ơi, giờ đi tốn tiền, tốn kém chẳng được gì hết trơn, mệt người thêm. Ở nhà cháu khỏe. Có khi nào là tiết kiệm không? Có khi nào là tiết kiệm không? Sao em không nghĩ đó là tiết kiệm mà là nghĩ là keo kiệt? Như là ảnh mà muốn đi ăn á, cái gì mà ảnh rất là thích ăn. Ảnh tìm mọi quán cái nào cũng được á, ảnh kêu em đi ăn cái này nha, mấy trăm một phần cái gì đó thì ảnh cũng ăn. Nhưng mà mua đồ cho em hả, này cho con em, cái ảnh kêu trời có nhiều quá mà mua làm chi nữa, đâu có xài đâu. Hoặc là ảnh mà cái gì về bản thân ảnh là lúc nào ảnh cũng rất là phóng khoáng. Đó. Ồ. Rồi đúng không vậy, sao cười tủm tỉm vậy ông? không có đúng lắm. Thì cái ăn uống thì cũng là chung gia đình thôi. Là cái chung của gia đình chứ đâu có phải bản thân. Cái thứ hai nữa là về cái mua sắm quần áo, giày dép gì đó thì thực sự nhiều quá thì có mang cái tính lãng phí đúng không? Dạ. Tức là trong đầu em nghĩ là em tiết kiệm cho gia đình chứ đâu phải nghĩ keo kiệt. Theo em á thì như vậy là keo kiệt hay là tiết kiệm? Một phần cũng có thể là do bạn tiết kiệm mà bạn tiết kiệm quá mức ha. Đôi khi cũng phải tặng vợ mình một món quà gì đó. Một năm như vậy thì hoa gì đâu. Một năm vậy thì em tặng quà vợ em bao nhiêu lần? Thì thường thì tặng chỉ một lần trong cái ngày sinh nhật của vợ. À, tức là một năm là một lần thôi. Trong khi là một năm là chúng ta có quá nhiều ngày lễ. Lễ tình nhân nè, sinh nhật nè, 8 tháng 3 nè, rồi 20 tháng 10 phải không? Đó, 20 tháng 10 nữa. Rồi 20 tháng 10 bỏ đi. Kỷ niệm ngày cưới nè. Kỷ niệm ngày cưới nè. Rồi bây giờ lấy 3 ngày thôi chịu không? Lễ tình yêu nè, sinh nhật nè, 8 tháng 3. Chịu không? Cũng từ 1 mà lên tới 3 rồi đó. Vậy. Bây giờ chỉ có được ngày sinh nhật thôi, còn mấy ngày kia thì bây giờ chị mới đăng deal nè, đăng deal giá cho em nè. Deal đó, deal. Bây giờ 3 lần trong một năm em chịu không? Được, sắp sửa tới. Em sao? Thôi em giảm xuống còn 2 đi. Thôi 3 đi, có đặt là 5 đó, đăng deal là 5 đó. Mà bớt cho em 2 đó. 3 lần đi. Đủ đúng không?
đó. Còn em á, một tuần được một ngày nhậu. Một tuần được ngày nhậu chứ anh nhậu 24 giờ luôn á. Không, em cho tiếng chứ. Sao em được không? Lục Tiểu Linh đồng cười không? Được, được phải không? Em nhậu làm sao mà về em vẫn biết là vợ em chuẩn bị quýnh em để mà em thủ thế. Đó, đó là nhậu sao mà có kiểm soát. Có kiểm soát đó, đúng không em? Thôi, hai bữa phải ta phải thể hiện không, đi chứ. Nhưng mà riêng cặp này là nãy đánh rồi, bây giờ phải ôm đó. Mới được, mới quề được, đúng không? Đúng không? Tại vì đạp cái quá mạng mà. Đó, bây giờ là phải ôm, siết. Hồi nãy đạp cái quá mạng thì giờ phải ôm cái quá tình đó, cảm. Mọi người giơ tay nào, ôm đi, ôm đi. Mày nói không ôm. Trời ơi, đau quá. Đau quá. Nãy em đau quá, em ôm cho bớt đau xíu. Đó. Rồi. Rồi, xin cảm ơn hai bạn. Em cái quy trình của em thì nó em thay đủ em mới ra được. Là phải gọi đầu, là phải gọi hai lần, rồi đánh răng, rửa mặt, rồi tắm người, chà chân, toilet, vuốt tóc nữa. Nó sẽ đầy đủ em mới ra được. Là tắm một tiếng đúng không? Hồi xưa anh cũng đủ quy trình như em đó mà tóc anh vậy đó. Đọc yêu đen tha thiết. Mà sao em không nói? Mà em cứ gặm xương hoài vậy. Và bây giờ xin mời quý vị và các bạn cùng gặp gỡ với cặp vợ chồng đầu tiên. À, nhìn cô dâu có cái nét gì rất là quyền bí, giống như là một cô gái Ấn Độ vậy đó. Bạn giới thiệu cho mình đi. Dạ, dạ em tên là Nguyễn Minh Triết ạ. Em năm nay 31 tuổi, em đang sống ở thành phố Hồ Chí Minh. Cái gì em 31 tuổi hả? Dạ. Sao nhìn em quá trẻ so với cái số tuổi vậy, đúng không? Nhưng mới nhìn tưởng 21 tuổi không à. Trời ơi, trong khi anh Thuận đây nè, 29 tuổi mà nhìn giống như là 49 vậy đó à. Em à, dạ em là Lê Thụy Quỳnh Như. Em năm nay em 27 tuổi. Tụi em kết hôn được 7 tháng thôi. 7 tháng. Dạ, vậy là đúng là vợ chồng son rồi. À, sao hai bạn quen nhau sao? Dạ, em với lại anh Triết gặp nhau lần đầu tiên là trong một bữa sinh nhật của bạn thân của em. Thì năm nào em cũng tặng quà hết rồi. Thì cái năm sinh nhật đó em quyết định là em nấu vài món em tặng cho bạn em. Tức là em tặng cái món đó cho bạn của em. Dạ, em cho bạn em đãi sinh nhật luôn. Thì hôm đó ai cũng chê hết, nhưng mà có một mình anh Triết là tại vì khẩu vị của em là ăn thích ăn mặn. À, hôm nay em ăn cái thấy ngon em khen. Ồ vậy đó hả? Có nghĩa là ai cũng chê có mình Triết. Dạ đúng. Nhưng mà ngon thiệt. Thiệt tình luôn á. Mọi người nghe duyên tiền định nữa rồi. Rồi thấy một người đàn ông mà khen cái món ăn của mình vậy đúng đó. Cảm giác thế nào? Em nghĩ trong bụng chắc xạo, chả bộ nằm vậy thôi. Tại vì thực sự bữa đó là em là khách mời không chính thức. Một người bạn dẫn em tới chơi thôi. Rồi em biết có biết được nhà Như là có bán phở. Sau đó em xin số điện thoại. Qua ngày hôm sau á, em tìm làm bộ tới ăn phở, tìm cách mà nói chuyện nhiều hơn. Em ăn phở bao nhiêu lâu? Dạ ăn phở một tháng. À, dạ nhưng mà ngày nào cũng tới. Ngày nào cũng tới. Ăn phở một tháng mà có mà một ngày ăn mấy lần. Dạ ngày nào cũng đúng 8 giờ tối, là mưa hay nắng như thế nào nữa cũng đúng giờ xuất hiện. Ăn phở buổi tối hả? Dạ. Dạ. Ở nhà cũng mắc không? Dạ không. Nhiều to. 35. 35 ngàn. Trong hẻm em 25 ngàn em thấy mắc hơn á. Rồi nhờ tô phở đó mà hai đứa quen nhau chưa? Dạ hơn một tháng á, em thực hiện chiến dịch á. Ừ. Thì là em mới từ tiến xa hơn. Quyết định là mời Như đi xem phim riêng hai đứa thôi. Dạ thì bữa đó là em tính là xem phim rồi tỏ tình với Như. Dạ đầu tiên là em tính là nắm tay trước. Có nghĩa là lợi dụng đi xem phim để nắm tay. Mà em có cảm giác em, hôm đó là anh đi cố tình. Dạ có. Đi để tỏ tình với cứ, mình không? Cứ trong rạp chiếu phim cứ ngồi cái tay cứ đưa qua rồi lại rút về. Đưa qua rút về. Cái em biết em cố tình em khoanh tay luôn. À. Em để im vậy luôn. Là coi coi như là gần hết bộ phim luôn á. Phim cúp cuối kịch tính mà em mới quên. Em bỏ tay xuống. Lúc mà lơ lơ cái em để liền. Để qua. Dạ mà không phải là nắm mà là để. Để là im, để im, im khoảng đâu 10 giây. Cái như nhìn em hết hồn em quay qua em nói. Làm cái gì vậy? Cái em run quá. Anh sợ em lạnh. Cái em quê quá, cái em đứng lên đi về không có tiếng nào hết. Bơi nhá cả thôi đúng không? Dạ. Lần đầu tiên đi xem phim không thành công. Phim đó kinh dị không? Dạ không. Không nắm tay được đúng rồi. Rồi thì khi nào thì mới bắt đầu thực hiện cái thứ hai? Thì rút kinh nghiệm lần 1, lần 2 là em hẹn Như đi chơi. Là vừa đón Như ra khỏi nhà xong đi một đoạn là em lòn tay sao chụp tay kéo lên nắm luôn. Em nắm một hồi xong rồi không thấy nó Như nói gì hết. Em mới nói hôm rồi chuyện anh chuyện tụi mình như vậy rồi. Vậy em là bạn gái anh nha. Như không nói gì hết, cái hoàng thi còn lại ôm chặt luôn.
Hay là muốn nói dạ. Hay là muốn nói rồi rồi quen nhau thì đến bao lâu thì cầu hôn? Dạ em quen nhau 1 năm rưỡi. Thì hôm đó là em với Như có một cái tranh cãi nhỏ nhỏ. Và Như giận em lắm. Thì buổi tối tụi em đi ăn, tại vì tụi em có mua cái deal á. Deal thì bữa đó là hết hạn rồi, không ăn là không được, mà tiếc nên là đi ăn. Ăn cái gì? Bữa đó ăn cái gì? Dạ ăn cháo vịt tiết canh. Dạ. Cái cớ thôi. Một khi đã không thích nhau thì có mà bao nhiêu tiền cũng dùng đi. Hôm đó thì bình thường hai đứa sẽ ngồi cùng một phía đi ăn thông thường để tay ăn tay nắm tay. Nhưng mà hôm đó giận cho nên ngồi đối diện. Rồi em chỉ ngồi cắm cúi ăn hết này tới cái kia, không ngước mặt lên nói chuyện luôn. Anh bên đây cứ ngồi xin lỗi, thôi anh biết rồi anh xin lỗi nhưng mà em không trả lời luôn. Thì đang trong lúc em cắm cúi em ăn thì có một cái bài nhạc hòa tấu mà cả hai đứa đều thích. Bản Canon Indy á. Thì anh Chiếc ảnh đọc thơ, tự làm thơ luôn. Là nghe bài nhạc đó rồi tự phật thành thơ. Đúng rồi, xin thơ. Thơ. Tỷ dụ mà bây giờ giá mà hai bạn nhớ được cái melody của cái bài đó nè, chồng á làm cái melody bài nhạc đó nè, vợ đọc cái bài thơ. Hoặc ngược lại thì đó là một món quà của chương trình đó. La 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 la. Hoặc là gọi cái bồi lang thang. Gặp tiểu thư đen đem về nuôi, gặp yêu đen tha thiết. Mà sao em không nói mà em cứ gặm xương hoài vậy? Trời ơi, bài thơ được làm cho quán cháo dịch là đã quá đáng rồi mà bây giờ sao em cứ mãi mê gặm xương dịch vậy? Cái ý của em là đọc thơ để cho Như vui mà là dịu cơn giận. Tại vì nếu em hứng lên cái em tháo cái nhẫn của tay em đeo á, không phải nhẫn thường thôi, lại vừa đọc cái em quỳ xuống cái em đeo nhẫn cho Như luôn. Là đọc thơ xong cái khi sau khi mà cái gặm xương dịch hoài đó, dạ cái em nói làm vợ anh nha, là miệng Như là vừa gặm xương dịch muốn cười mà mắt thì nước mắt rưng rưng ra trào ra ngoài. Em phải học tập cái chiêu này đó, chị thấy dễ thương chắc em phải lo cầu hôn trong quá trình chó. Thì sau đó tụi em cưới nhau đến tới bây giờ là 7 tháng á. Thì trong lúc sau khi cưới nhau thì em thấy cuộc sống hôn nhân cũng vui hạnh phúc. Không có gì gọi là vỡ mộng hết. Chỉ có một vài thay đổi nhỏ nhỏ trong cuộc sống của em thôi. Ví dụ như em về muốn vào phòng hay gõ cửa cộc 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 mật khẩu bu bu có trời vô thế là phải nói mật khẩu. Mật khẩu có mật khẩu bu bu hả? Không dạ. Bu bu rối cái là nhiều khi mình đi làm về mệt á, em cứ gõ cửa như vậy, mở cửa như vậy, mở cửa mật khẩu. Anh đang mệt em quậu lên đấy, mở cửa đi mật khẩu. Phải bu bu mở cửa. Nhiều khi em biết luôn mà không nói mật khẩu là em không mở luôn. Trời ơi, dạ. Có vậy khi nào mà nói mật khẩu thì vợ không mở? Dạ không, cứ bu bu là tiền chị mở. Đúng rồi. Mà ảnh cũng phiền lắm vậy. Là về mới phát hiện ra cái chuyện tắm. Một ngày tắm 2 lần. Mà mỗi lần tắm là 1 tiếng đồng hồ. Mày vẫn làm gì vậy? Dạ thì em... Ta... Em cái quy trình của em thì nó em thay đổi em mới ra được. Là phải gọi đầu, là phải gọi 2 lần, rồi đánh răng, rửa mặt, rồi tắm người, cà chân, toilet, rút tóc nữa. Nó sẽ đầy đủ em mới ra được. Là tắm 1 tiếng đúng không? Hồi xưa anh cũng đủ quy trình như em đó mà tóc anh vậy đó. Trong khi em tắm có 15 phút xong. Chị cũng đây vậy, 1 tiếng đồng hồ. Chị cũng 15 phút rồi. Thuận tiếng rưỡi hay sao? Em cứ ucha hoài. Không, hồi đó cũng 1 tiếng mà sau này tóc hết thì còn 45. Còn ngoài ra còn gì nữa không? Dạ, ngoài cái mật khẩu thì có cái việc trước khi đi ngủ á, là phải làm 2 việc. Việc gì em? Dạ, thứ nhất là em phải hứa với vợ em mấy điều. Dạ, anh hứa là anh sẽ không lừa mày nữa. Anh hứa là anh sẽ không để em đợi lâu nữa. Anh hứa là anh chăm chỉ hơn. Anh hứa là anh yêu em suốt đời. Phải cứ tối gì nữa, 4 lần vậy đó. Ở trả bài đó. Dạ, đúng rồi đó. Tại vì bình thường á, anh này tính rất là nóng. Thường là giận lên là lớn tiếng, la lên. Mà em biết tính, mỗi lần như vậy là em không nói gì hết. Đợi qua ngày hôm sau, rồi em mới nói hôm qua anh xài nha. Cái thế là rồi anh biết rồi. Cái nói giờ phải hứa, mỗi tối phải hứa. Hứa để mỗi lần mà chuẩn bị nóng lên, nhớ lại lời hứa. Coi như 7 tháng nay ngày nào cũng tối nào cũng bao nhiêu đó. Tối nào cũng có bài hết. Từ em cảm thấy là em có dằn bớt được cái tính nóng đó không? Dạ có, mỗi lần em tính nóng lên nghĩ phải hứa hoài hoài em sợ. Không có nóng nữa. Đây cũng là một cái cách mà của những người vợ trẻ muốn rằng chồng mình thay đổi theo ý của mình.
mà một cái cách nó cũng rất là tế nhị. Đúng vậy. Mà nó cũng nhẹ nhàng. Nhưng mà theo như người chồng thú nhận đó là một hiệu quả vô cùng, đúng không? Em đừng có bắt vợ em bỏ thói quen này. Các chị cũng phải học em. Trước khi ngủ là phải trả bài. Mà chưa đâu, đó là điều thứ nhất nha. Còn việc thứ hai là em phải trả lời bao câu hỏi của vợ em. Em hỏi anh Chiết, anh có yêu em không? Trả lời luôn. Em phải trả lời là có, không có là chết. Rồi, trả lời là có không? Dạ. Rồi, anh có yêu em nhiều không? Nhiều. Anh yêu em nhiều bao nhiêu? Đó, câu này mới chết. Anh nhiều bao nhiêu là mỗi một ngày em phải suy nghĩ một câu trả lời sao cho nó khác hơn ngày hôm qua. Mà cái bao nhiêu nó phải không lớn lắm, không đếm được. Ban đầu thì em còn trả lời xiên xiên. Anh yêu em nhiều như sao trên trời, như cát dưới biển, hay là động vật con người trên thế giới gì đó. Nhưng mà dạo này, một hai tháng nay là đang nằm coi tivi em á. Anh Chiết, anh yêu em nhiều bao nhiêu? Giống như điểm ảnh trên tivi. Thôi cũng được, thì cũng đế không được. Cái thời có hôm thì nhiều như lông trên người của em. Vậy mang nó vào cạo lông có thể quá điều ạ. Và gần đây nhất luôn là có cái trường hợp này là trả lời là em cứng họng, là em không nói lại được tiếng nào nữa hết. Mà có lợi cho mình nữa. Đấy, anh Chiết, anh yêu em nhiều bao nhiêu? Trả lời chứ nhiều giống như mà tiền ấy, anh em cho anh xài giặt hàng tháng đó. Đặt rất là giận hờn. Bây giờ em nói là muốn thương nhiều hơn thì cho nhiều hơn đi. Là suốt 7 tháng nay là mỗi ngày một câu trả lời là sắp hết rồi, sắp bí rồi. Bây giờ lỡ rồi. Cái câu em lấy chốt hạ luôn đi, cái câu cô là anh yêu em bằng tiền mà em cho anh xài đi, tôi đừng hỏi nữa. Nhưng mà cái phần đầu thì giữ. Dạ. Nói chung là hai chọn một á, bỏ câu kia đi không cần đâu. Dạ. Phần đầu giữ lại cho chị. Đúng vậy. Chị có cái cảm nhận á là như vậy nè, khi nói chuyện với tụi em á thấy rõ ràng là đây là một người vợ mà em có thể tin tưởng. Dạ. Em có thể trao gửi cuộc đời em và những đứa con của em cho cô ấy. Dạ. Ngược lại thì chị thấy rằng chồng của em là một người rất yêu em đó, yêu lắm á, hơi nóng tính chút thôi, nhưng mà hiếm có ông chồng nào 7 tháng trời vẫn trả bài hàng đêm như vậy đâu á nghe. Đúng không? Dạ. Chúc tụi em hạnh phúc. Dạ. Cứ theo cái đà này á, hạnh phúc hơn nữa. Dạ. Xin cảm ơn em. Cảm ơn chị.